Hello mọi người, hôm nay mình sẽ review cái trái ly xà nha. Mình cũng hái vô được 4-5 ngày rồi, nó cũng bắt đầu nó mềm tay, nó chín rồi đó. Thì hôm nay mình mời mọi người cùng ăn thử với mình nha. Đây là năm đầu tiên mà mình được cái trái mà nó to vậy đó mọi người, chứ mấy năm trước đó là nhỏ nhỏ không à. Tại vì cây mình cũng mới ghép 1-2 năm thôi, cho nên là trái nó chưa có được to. Năm nay là năm đầu tiên mà được một trái đàng hoàng như vậy. Mấy năm trước ăn nhỏ xíu à. Mọi người thấy ly xà không? Nó có cái màu hồng hồng. Lúc mình mới hái thì nó rất là hồng, nhưng mà mình để nó chín á, cái da nó sạm lại chút, nó hết hồng rồi. Để mình cắt ra nha. Nè, wow, mọi người thấy ly xà nè. Bên trong nó hồng hồng vậy nè mọi người. Để mình ăn thử. Mình theo mình được biết đó là ly xà thì nó không có được dai như những cái mảng cầu khác. Mình coi coi nè, để mình bóc cho mọi người xem. Wow, nó ngọt lắm mọi người ơi, nó ngọt ơi là ngọt luôn. Cái hộp cũng to mà nó thơm mọi người. Cái ly xà mình ăn á, mới đầu mình ăn á thì mình cứ cảm giác như là nó không có được dai, nhưng mà từng cái múi của nó thì nó rất là dai. Nó không có những giống như những cái trái mãng cầu mà do Thái hay là Úc á, mình mới ăn vô là mình cảm giác như là nguyên một cái miếng mình ăn nó dai đều bằng nhau. Nhưng mà cái ly xà này nè, nó mình ăn vô mình cảm giác như là ủa sao nó không có dai gì hết. Nhưng mà hả, khi mà mình ăn cái tép á, thì nó rất là dai mọi người. Nên cái trái này nó ngọt còn hơn đường nữa đó, nó ngọt kinh khủng luôn. Năm ngoái mình ăn nó không có được ngọt vậy đâu, hôm nay được ngọt còn hơn đường luôn. Wow, nó rất là thơm mọi người. Mình ăn trái ly xà này á, mình múc muỗng là good nhất. Tại vì nó cũng hơi nước nước của mọi người. Mọi người nhìn thấy nó bở bở như vậy, nhưng mà khi ăn từng tép á, thì nó rất là dai. Cho nên là cũng là một cái lạ của trái ly xà. Nó rất là ngon. Nó thơm hơn Do Thái, nó thơm hơn mãng cầu Úc luôn. Mà mình không hiểu ông xã mình chăm sóc cây này có đặc biệt gì không mà nó ngọt, ngọt, ngọt như đường luôn á. Cái trái Do Thái rồi cái trái Úc á, nó còn có vị chua chua chút xíu, còn cái này là coi như là không có một chút vị gì gọi là chua luôn, nó ngọt, ngọt ngay luôn. Ngon lắm mọi người ơi. Lúc mình mua á, người ta nói là ồ ly xà nó không có dai bằng những cái loại mãng cầu kia đâu nha. Mình cũng hơi thất vọng, mình nói ủa mình thích mãng cầu dai, nhưng mà người ta nói cái muối của nó thì nó dai nè, dai cực kỳ luôn, mà nó rất là ngọt mà nó thơm nữa. Ngọt quá, ngọt vậy mình không có dám ăn. Chắc để dành cho mấy đứa nhỏ ăn thôi. Nhưng mọi người thấy bên trong nó đẹp không, nó hồng hồng đó. Ai mà thích ăn mãng cầu ly xà đó thì mình nên trồng, tại vì mình thấy nó là một, cũng là một cái giống ngon nha mọi người, không phải là dở. Nó rất là thơm, nó thơm đặc biệt hơn so với những cái loại mãng cầu Úc hay là Do Thái, mà cái màu nó cũng đẹp nữa, mình mà biếu ai nữa cũng đẹp nữa mọi người đó. Sẵn tiện á, mình review luôn cái trái na này của mình cũng hả dú nó mấy ngày rồi mọi người, thì nó cũng mềm rồi. Thì cái trái này á, mình nghĩ là nó cũng chưa có lớn thật sự đâu, nhưng mà nó cũng hơi nứt nứt á, cho nên là mình hái vô thì bây giờ thấy nó mềm tay rồi thì mình cũng bóc ra nha mọi người. Na đó thì mình bóc được từng mắt như vậy mọi người. Còn những như là mãng cầu Do Thái, mãng cầu Úc của mình phải cắt, chứ mình không có bóc ra từng mắt như vậy được. Đây cái na của mình là mình có thể bóc từng mắt được nè mọi người. Đó, mình tưởng là nó chưa chín mà ăn rồi nó cũng chín rồi, nên mình ăn luôn cho mọi người cùng xem luôn. Đây, mời mọi người nha. Nhìn nè.
cái hạt đó là mọi người, nó rất là ngon, nó ngọt mà nó dai. Mình chỉ sợ là lúc mình hái vô nó còn nhỏ như vậy á, thì nó sẽ không có được ngon. Nhưng mà nó ngon rồi mọi người ơi. Cái nè, nó cái mùi vị đặc trưng thì mọi người ăn, hồi xưa mình ở Việt Nam á, mình ăn mình đã từng biết rồi là không có trái nào mà thay thế bằng trái na được hết á. Cái trái này còn nhỏ nên hạt nó hơi bị nhiều chút xíu, nhưng mà cũng không đến nỗi mình ăn vô mình vẫn còn thấy thịt của nó. Mọi người thấy không? Nó thơm, thơm cực kỳ luôn cái mùi na. Mình phải nói là không có cái trái nào mà qua được cái trái na này hết đó mọi người. Không có trái nào mà thay thế được cái trái na dai Việt Nam của mình hết đó. Nó có cái mùi vị lạ, thiệt là lạ mà rất là ngon. Nó thơm, nó dai, nó ngọt thanh. Mà cái mùi na nó rất là thơm. Mình không biết diễn tả sao, mọi người ăn na thì mọi người biết á, là rất là ngon luôn mọi người ơi. Mình chỉ sợ là nó chưa có đủ chín thôi, mà ai ngờ ăn nó cũng được rồi nè, rất là ngon. Hồi xưa đó mình đã từng mua mấy năm trước á, lúc mà người ta mới có na người ta bán á, 20 mấy đồng một pound, mà mình thèm quá mình cũng ráng mình mua. Mà mình mua về mọi người, bên ngoài á thì nhìn rất là đẹp, nhưng mà bên trong tự nhiên nó thâm thâm, nó đen đen, hột không là hột, ăn không được, mình phải bỏ hết luôn. Từ đó là mình không bao giờ mình mua nữa, mình quyết định là mình phải kiếm cây na về mình trồng. Thì cây na này là một người bạn của mình cho mình hạt thì mình trồng lên. Thì bây giờ cái cây này cũng được 7-8 năm rồi mới được như vậy. Thì đó mọi người, cả Saboche cũng vậy nữa, mình cũng đã từng mua. Không bao giờ mà nó chín được mọi người, nó cứ sượng sượng xong rồi nó teo teo dần rồi mình cũng không ăn được. Những cái mấy năm trước đó, khi mà Saboche mới có đó, cho nên mình cũng bực mình quá, mình phải mua cây mình trồng. Cho nên là bây giờ mình không có mua những gì mà ở ngoài bán nữa, mình phải tự trồng thôi. Nhưng mà nó rất là ngon, nó thơm là... Mình ăn mà mình sợ hết mọi người. Thơm ơi là thơm luôn. Nè, mình để sáng cho mọi người ngon. Cái trái na nó chỉ có cái khuyết điểm là nó hơi nhiều hột so với những cái loại mãng cầu này thôi. Do Thái, Úc này nọ thì nó hơi ấy thôi, nó hơi nhiều hột. Nhưng mà mình nghĩ là vẫn ok, vẫn ăn được, không có tới nổi đâu. Cái trái này mà mình để nó bự khoảng 1/3 nữa là nói chung là perfect luôn, là thịt không là thịt luôn mọi người. Rất là ngon mọi người ơi. Đó. Thôi mình cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Hôm nay mình chỉ có muốn ăn hai cái trái này để mình khoe với mọi người là bên trong nó ra sao thôi. Nhưng mà nói thiệt một lần nữa là mình vẫn thích trái này. Mình không có cái cây nào mà thay thế cái cây na được hết á. Những cái loại này nó cũng ngon nhưng mà nó quá là sắc sảo, nó quá là ngọt. Mình thì không thích ăn ngọt mấy. Những anh chị cô chú nào mà thích mà thiệt là ngọt đó, thì mình nghĩ là những cái loại mãng cầu này nè, Úc nè, Lisa nè, rồi Do Thái nè, hoặc là mãng cầu mễ thì mọi người rất là thích. Còn mình đó là mình chỉ thích hoàng hậu thì cái mùi vị nó cũng giống như trái na này, nó không có ngọt sắc sảo cho nên mình rất là thích. Cho nên đó là trái này với trái hoàng hậu là mình thích nhất, nhưng mà vẫn là trái này là the best, không có trái nào thay thế được không mọi người. Thôi mình để dành một chút xíu này cho ông xã mình đã ăn thử nha. Hopefully là cái cây mình năm nay nó lớn nhanh á, thì đừng có bị nứt mùa đông. Nhưng mà cái cây mình thì cũng lớn cũng khỏe rồi, thì cơ hội nứt á, thì nó cũng thấp. Nó cũng sẽ nứt vài trái, nếu mà trái nào yếu quá nó nứt, nhưng mà đa số thì nó cũng ok. Thôi mình tạm dừng video tại đây nha. Chào tạm biệt mọi người và chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Bye bye.